sinh ngày 6 tháng 5 năm 1953 và trở thành thủ tướng vào ngày 2 tháng 5 năm 1997, 4 ngày trước khi sinh nhật lần thứ 44 của ông diễn ra. Tiếp theo, 4.000 điểm gấp 3 lên là 12.000 điểm, tương ứng với 12 triệu đồng. Ôi, các bạn khán giả ơi, mình làm sao giờ? Mình làm sao đây? Tôi đồng ý với các bạn khán giả, bạn nên chọn. Vâng, em nghe lời khán giả một lần. Có nghĩa là hôm nay các bạn khán giả là bạn của em, và em nghĩ các bạn cũng sẽ mang lại may mắn cho em ạ. Rồi, chúng ta hãy cùng xem. Bạn chọn thẻ số. Nãy giờ thẻ mở số 3 chia đôi, mất điểm luôn. Giờ em chọn nó lần nữa. Chọn lại thẻ số 3 lần nữa. Dạ vâng ạ. Chúng ta cùng xem. Nhưng 3 số điểm có nghĩa là 12.000 điểm. Cảm giác của bạn bây giờ như thế nào? Em không biết nói làm sao. Em cảm ơn các bạn khán giả vì các bạn mang may mắn đến cho em. Một tràng pháo tay chúc mừng Hồng Nhung. Bây giờ bạn đã lấy lại bình tĩnh chưa? Dạ rồi ạ. Câu đố. Mỹ là một trong những quốc gia có nhiều trường đại học nhất trên thế giới. Theo bạn, tổng số trường đại học ở Mỹ là nhiều hay ít hơn 4.000? Trên 4.000. Bạn nghĩ là trên 4.000? Tôi cũng nghĩ là trên 4.000. Bạn đã mở được chữ số tiếp theo rồi. Trước khi đến với câu đố thì bạn đang sở hữu 3 chữ số. Bạn Tô Long đang sở hữu 3 chữ số. Bạn Thiên Trang chỉ có 2 chữ số mà thôi. Bây giờ bạn quyết định giữ lại hay là tặng cho... sao đi? Quyết định giữ lại hay là tặng đi? Các bạn em mới vừa nghe lời của các bạn khán giả, các bạn mang may mắn đến cho em là em được nhận 3. Và bây giờ các bạn ơi, mình làm sao giờ? Tôi nghe nói là cho. Dạ em đã lượt thứ mấy rồi chị? Chúng ta đang ở lượt thứ 14, có nghĩa là còn 2 lượt câu hỏi nữa. Vậy em ở 2 lượt câu hỏi nữa thì ở mỗi lượt câu hỏi dĩ nhiên là số điểm sẽ tăng vọt rất nhiều lần. Em cảm ơn các bạn khán giả đã đem đến may mắn cho Dung lần nhân 3 vừa rồi. Và mình nghĩ lần này các bạn cũng có ý kiến đúng nên mình quyết định giữ lại cho mình. Bạn quyết định giữ lại cho mình. Như vậy bạn sẽ là người tiếp theo tiến lên rút tiền tại máy ATM. Xin mời bạn. Bạn Hoàng Dung, bây giờ bạn đang sở hữu số điểm là 22.600 điểm, tương ứng với 22.600.000 đồng. Số tiền này sẽ thuộc về bạn nếu bạn trả lời đúng câu hỏi của tôi. Nếu mà không đúng cũng không sao, bởi vì nếu mà không may mắn ở cơ hội thứ nhất, bạn vẫn còn cơ hội thứ hai, đó là bạn phải đoán đúng thứ tự của các chữ số trong mã biên của mình. Nếu không, bạn sẽ ra về với phần thưởng của chương trình là 1 triệu đồng. Nhưng mà dĩ nhiên là 22 triệu đồng 500 ngàn đồng vẫn còn hấp dẫn rất 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 là nhiều. Trên tay Hồng Phượng bây giờ còn 3 câu hỏi. Bạn hãy chọn cho mình một trong 3 câu hỏi này. Đây, câu hỏi thứ hai. Bạn có 5 giây để trả lời. Hồng Phượng chỉ đọc một lần thôi. Cảm giác thế nào bạn? Em run từ giờ khi đứng ở phía dưới lên đây. Hay là giờ mình trò chuyện chút cho đỡ run đi ha. Dạ. Hoàng Dung thân mến, ngày hôm nay đến đây thì có ai đi cùng với bạn để ủng hộ cho bạn không? Dạ em đi rất đông ạ. Rất là đông. Dạ. Hèn chi mà nãy giờ tôi thấy trên khán đài chỉ toàn ủng hộ cho bạn thôi. Dạ em đi đến đây thì em làm quen được rất nhiều bạn khán giả cho em nghĩ em các bạn đi chung với em. Nãy giờ thì các bạn khán giả đã dành cho bạn rất nhiều sự ưu ái. Bạn sẽ nói điều gì để họ tiếp tục ủng hộ cho bạn ngay bây giờ? Thật sự Dung rất bất ngờ là khi cái lần nhân 3 đó các bạn đã mách nước cho Dung để Dung được có tự tin để Dung chọn một lần nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vì hôm nay Dung chỉ đi có một mình và Dung xem các bạn như là tất cả bạn của Dung. Cảm ơn các bạn. Nữ tướng đầu tiên của quân
nhân dân Việt Nam là ai? 5 giây bắt đầu. 5 4 3 2 1 hết giờ. Dạ là Võ Thị Sáu. Võ Thị Sáu sao? Chưa chính xác. Thưa quý vị, nữ tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam đó chính là bà Nguyễn Thị Định. Nhưng mà bạn vẫn còn một cơ hội nữa. Bạn sẽ phải đoán đúng thứ tự của các chữ số trong mã biên của mình. Hiện giờ bạn đang sở hữu 4 chữ số, đó là 2950. Nhưng đây chưa phải là thứ tự đúng. Bạn sẽ có 5 giây để suy nghĩ về thứ tự đúng của nó. 5 giây bắt đầu. 5 4 3 2 1 hết giờ. Thứ tự đúng là gì bạn? Dạ em nghĩ là em giữ 0529. Bây giờ chúng ta thử xem nhé. Nhập. Rút tiền. Tài khoản thẻ. Nhập số khác. 22.600.000 đồng. Rất là tiếc, bởi vì thứ tự vừa rồi bạn vừa mới đoán không đúng với lại thứ tự mã số của chúng tôi. Bạn muốn nói điều gì? Mình nghĩ là thầu em ăn với heo anh Khương đi về mất rồi. Nhưng mà không sao, chúng tôi vẫn còn hy vọng gặp lại bạn trong những chương trình lần sau. Và bây giờ bạn sẽ ra về với 1.000.000 đồng của chương trình và một món quà nhỏ. Bạn Hoàng Dung, mặc dù ngày hôm nay bạn không được rút số tiền thưởng của mình, nhưng mà tôi hy vọng rằng bạn sẽ luôn nhớ đến chương trình như một kỷ niệm đẹp. Bạn đồng ý với tôi chứ? Dạ, em nghĩ là em sẽ nhớ chị Hồng Phượng nhất và các bạn khán giả. Xin cảm ơn bạn và xin tạm biệt Hoàng Dung. Thưa quý vị, chia tay với Hoàng Dung thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi sự thi tài của hai người bạn còn lại, đó là Tô Long và Thiên Trang. Hiện giờ Tô Long đang sở hữu 8.300 điểm với 3 chữ số và Thiên Trang 150 điểm với 2 chữ số. Thiên Trang, bạn phải nỗ lực cố gắng để đuổi kịp Tô Long bạn nhé. Chúng ta còn 2 lượt câu hỏi nữa. Bây giờ sẽ là lượt câu hỏi thứ 15. Nếu bạn đáp đúng lượt câu hỏi này, bạn sẽ mang về cho mình 5.000 điểm. Trụ sở của Interpol Cảnh sát quốc tế nằm ở đâu trên thế giới? A. Lyon, Pháp. B. London ở Anh. C. New York ở Mỹ. Và D. Washington ở Mỹ. Xin mời Tô Long. Trụ sở Interpol Cảnh sát quốc tế nằm ở Lyon, Pháp. Chúc mừng bạn. 5.000 điểm đã thuộc về bạn. Tiếp theo bạn có lựa chọn thẻ cơ hội hay không? Nếu bạn lựa chọn thẻ cơ hội, nhân 3 số điểm là 15.000 điểm, bạn quyết định như thế nào? Tôi nghĩ là bạn nên thử vận may của mình. Chúng ta chỉ còn một lượt câu hỏi nữa mà thôi. Ok. Bạn chọn? Tôi sẽ chọn thẻ màu đen. Bạn chọn thẻ số 2. Chúng ta cùng chờ đợi xem thẻ số 2. Wow! Và Hồng Phượng nghĩ rằng là không chỉ riêng một mình Hồng Phượng không đâu, mà tất cả các bạn khán giả đều đang rất là ủng hộ cho bạn và đang hy vọng rằng bạn sẽ bước lên rút tiền tại máy ATM với một số tiền khá ấn tượng. Và bây giờ câu đố dành cho bạn. Bạn hãy nhìn lên màn hình và đoán xem đây là hình ảnh của một nam ca sĩ mà tên tuổi của anh đã gắn liền với những ca khúc trữ tình lãng mạn và rất ngọt ngào. Theo tôi đây là ca sĩ Quang Dũng. Hoàn toàn chính xác. Tô Long ơi, bây giờ bạn quyết định như thế nào với chữ số tiếp theo của mình? Bây giờ bạn đang có trong tay 23.300 điểm, còn cao hơn Hoàng Dung lúc nãy nữa. Tôi nghĩ việc này thì tôi không gì phải băn khoăn cả. Tôi quyết định giữ lại số này cho mình. Bạn quyết định giữ chữ số này lại cho mình. Vâng, xin mời bạn bước lên rút tiền tại máy ATM. Hiện giờ bạn đang sở hữu 23.300 điểm tương ứng với 23.300.000 đồng.
Bạn có cảm giác như thế nào khi đứng trước số tiền này? Thật ra mà nói thì tôi chưa đứng trước số tiền mà tôi đứng trước một cái máy. Bởi vậy tôi nghĩ tôi cũng chưa có cảm giác gì đặc biệt. Bạn chưa có cảm giác gì đặc biệt. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ có cảm giác đặc biệt khi chọn một trong hai câu hỏi còn đang nằm ở trên tay Hồng Phượng. Nếu bạn không trả lời đúng câu hỏi này thì bạn vẫn có thể còn một cơ hội nữa, đó là đoán đúng thứ tự của các chữ số trong mã pin của mình. Còn ngược lại, nếu như thường lệ thì bạn sẽ ra về với 1 triệu đồng. Nhưng mà đó là điều bạn không muốn, đúng không? Dĩ nhiên. Rồi, hai câu hỏi, bạn hãy chọn cho mình một trong hai câu. Tôi xin nhờ Hồng Phượng chọn cho tôi một câu hỏi. Bạn nhờ tôi chọn cho bạn một câu. Chính xác. Rất là khó cho Hồng Phượng, đúng không? Hồng Phượng cũng không biết là trong bì thư này sẽ là nội dung câu hỏi như thế nào. Nhưng mà thôi, bạn đã tin Hồng Phượng thì Hồng Phượng sẽ chọn giúp cho bạn một câu. Hồng Phượng chọn câu này. Bạn sẽ có 5 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi này. Và Hồng Phượng chỉ đọc câu hỏi một lần mà thôi. Bạn hãy đọc một câu ca dao có hình ảnh giọt mồ hôi. Mồ hôi... 4, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Mồ hôi mẹ đổ xuống đồng. Hết giờ. Hồng Phượng rất là xin lỗi bạn, tại vì lần này thì có lẽ là bạn đã đặt nhầm niềm tin vào Hồng Phượng rồi. Nhưng mà không sao, bạn vẫn còn một sự lựa chọn nữa. Bạn phải đoán đúng thứ tự của các chữ số trong mã pin của mình. 4 chữ số của bạn là 3602. Nhưng mà đây vẫn chưa phải là thứ tự đúng. Bạn sẽ có 5 giây để suy nghĩ. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Tôi sẽ chọn là 0362. 0362. Chúng ta cùng thử xem. Bạn bấm vào 0362. Rút tiền. Tài khoản thẻ. Nhập số khác. 23.300.000 đồng. Rồi. Giờ tôi không có đứng trước một cái máy hay đứng trước gì nữa, mà tôi đứng trước một số tiền tôi nói là lớn. Một cảm giác tôi chưa bao giờ trải qua trong đời nhé. Xin chúc mừng bạn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi mong muốn là chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc với sống của mình. Và bạn sẽ còn xúc động hơn nữa khi nhận món quà của chúng tôi. Bạn sẽ luôn nhớ tới chương trình chứ? Xin chúc mừng Tô Long. Xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình của chúng tôi. Và tôi thấy là bây giờ Tiên Trang cũng đang chia sẻ niềm vui đó với bạn. Và bạn Tiên Trang thân mến, bạn cũng sẽ ra về với một món quà nhỏ của chúng tôi. Và phần thưởng của chương trình đó là 500.000 đồng. Xin được chúc mừng Tiên Trang và xin mời hai bạn bước ra phía trước. Quý vị, chúng ta vừa theo dõi sự so tài của 4 người bạn của chúng ta. Và chúng tôi hy vọng rằng qua cuộc so tài này thì tất cả quý vị đã có những giây phút giải trí thật hấp dẫn, sôi nổi và hào hứng.